Giờ là chuyển qua đun sâu rồi anh. Thú vị, sâu gạo á. Sâu gạo là sao? Đun sâu đó cung cấp cho mấy cái nhà hàng thành phố xuống dưới mua. Mình chiên xào rồi ăn, ăn ngon lắm. Ăn sâu á hả? Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, em là tên Nguyễn Nhân Trí, đến từ Long An. Dạ, năm nay 34 tuổi. Em nhà em cũng làm chăn nuôi, nuôi trâu, nuôi bò. Được. Nuôi gà với lại xả lúa rồi kia đó. Với lại giờ là chuyển qua nuôi sâu rồi anh. Nuôi gì? Sâu gạo á. Sâu gạo là sao? Con sâu đó cung cấp cho mấy cái nhà hàng thành phố xuống dưới cũng mua. Mình chiên xào rồi ăn ngon lắm. Ăn sâu á hả? Dạ. Ủa, chưa bao giờ thấy con sâu đó ta. Lạ lắm à. Dạ, xin mời chị giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, em xin chào anh Quyền Linh chào và xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Châu Mỹ Linh. Em đang sống và làm việc ở quận 7. Nghề của em là giáo viên mầm non à. Dạ. Năm nay em 32 tuổi. Quê em ở Cần Giờ đó anh. À, bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn Linh bên kia đi Trí. Như điểm mạnh của em là biết làm nhiều chuyện như việc nhà đó anh. Điểm yếu của em là giờ em vẫn đang còn cột đeo thuốc rồi. Nhiều không? Hút ngày chắc nửa gói à. Bỏ được không? Bỏ cũng được. Ngại trước nói chuyện với đám đông cũng rất là ngại. Rất là lo sợ nói đám đông đúng không? Đúng rồi. Bên đàn gái nè, tính của em thì hoạt bát vui vẻ nhưng mà cũng có nhiều khi em cũng hơi ít nói một tí. Còn cái còn khuyết điểm của em thì gọi là em rất là nóng tính, cũng có cọc nữa. Trời ơi, có quýnh dạ. Ai bao giờ chưa? Dạ chỉ có là muốn quýnh thôi chứ chưa quýnh anh ạ. Muốn quýnh hả? Dạy dạ. Mầm non mà em nóng tính, em cọc tính là mệt lắm á. Linh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước giờ thì em cũng quen được ba người, cũng quen. Giờ cũng do nhiều yếu tố cho nên cũng chia tay. Phần lớn là em cảm thấy là không an toàn. Em quen bạn đó thì em cảm thấy là bạn có cái sự thay đổi. Mình cũng cảm thấy lo. Cho nên em nghĩ tốt nhất là mình dừng lại. Đa nghi quá ha. Bây giờ bạn trai cho bên kia biết là mình có mấy mối tình rồi. Em thì cũng 4 mối tình. Trời ơi. 3 mối tình kia thì cũng như em cũng nhát lắm. Cũng quen thời gian xong cái không dám cầu hôn á. Cái bị người ta cầu hôn trước, cái người ta kết hôn luôn. Cái mối tình sau cùng thì cũng quen nhau thời gian rồi, cái bạn kia thay đổi rồi, cái em thấy vậy em rút lui luôn. Quen tao mình không nói là cầu hôn với người ta. Chưa kịp nói là cái người khác là nói trước cầu hôn kết hôn luôn. Trời ơi, cái gì mà quen bao lâu mà chưa kịp nói. 6 tháng. Thiệt đau lòng. Sao khi chia tay có nhớ không? Có. Buồn không? Buồn. Có khóc không? Có. Chào anh. Dạ, chào chị. Vậy trước khi mình làm công việc chăn nuôi mình có làm gì khác không? Lúc trước em cũng đi Nhật 3 năm hợp tác, bên Nhật 3 năm rồi em về rồi cái em làm thợ hàng ấy. Rồi biết nói tiếng Nhật không anh? Vô mua rau hay mua gạo hay đến tiền này kia nọ là nói chung chào hỏi thì đó là được. Còn vô mua rau cái, vô gặp anh Linh mua rau cái. Ok. Giao qua Saki. Nói câu tiếng Nhật nghe chơi. Nói tiếng Nhật thôi chứ. Nói đây nè, người Nhật nè. Linh. Ok. Yamaha Yawasaki Hajime Masate. Watashi wa Tishan Dead Kyo wa San Yuyon Sai Dead Long An Kadak Kibata Dojo Yusuke Onegashimasu. Ok, arigato, sit down li. Dịch không hiểu, ở đây hai MC em quay. Em nói em thì tinh trí, năm nay 34 tuổi dạ. Đến từ Long An, mong được sự giúp đỡ của mọi người. Hay. Trời, hay quá, dễ thương. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là cái gì? Mẫu người em thì được đơn giản chị, gửi 6 nút được chị. 6 nút là sao gái mà tính bằng nút hả? Anh mấy nút? Đừng nói bù nha. Anh Linh thì 8 nút rồi. Ôi, con kìa. Ghê. Đây. Em mấy nút? Đừng quắt nha. Chị 9 nút. Trời ơi. Trời ơi, 9 nút, con đâu có tiền. Chọc ghẹ anh thôi, nhưng mà thực sự là nói một cái ngẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là như thế nào? Biết lo cho gia đình rồi. Dạ. Với cái cao là chừng mét đuổi tới mét 7 rồi. Anh mét mấy? Mét sáu chín rồi, lấy vợ mét 7 rồi, làm cô dâu quất đôi guốc lên một tấc nữa là 1m8 là bỏ xa anh luôn đó anh. Hả? À, đàn trai tôi dễ thương lắm. Không, mà rất là dễ thương. Trời, nãy giờ Thương nói chuyện nó lên, tôi thấy anh này rất là dễ thương, rất là chân thành, hóm hỉnh, vui tính nữa. À, xin chào em. Em chào anh ạ. Người cùng tên. Dạ đúng rồi, linh. Ai Linh cũng dễ thương lắm. Ừ. Em là này, em ở quận 7 đúng không? Dạ. À, anh này ở Long An.
Khi mà lấy nhau chắc là mình về quê đúng không Trí? Dạ. Anh nãy em nghe nói nuôi sâu em thấy sợ sợ quá anh. Thiệt, anh chưa giờ chưa thấy con sâu mà đem đi xào với luộc rồi ăn hết trơn. Để em chắc em đi về để em học hỏi cái cách nuôi sâu coi sao. Đúng rồi. Như vậy là em có quan trọng cái chuyện làm dâu hay không không? Dạ em thì em nghĩ vấn đề đó không quan trọng lắm. Không. Em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cỡ như anh Quyền Linh cũng được ạ. Trời ơi, thì không dám phải nuôi sâu. Điều gì mà Linh không thích ở người đàn ông? Điều em không thích ở người đàn ông là có tính gia trưởng. Ừ. Em thấy bây giờ có nhiều người là phân chia công việc như là phụ nữ là phải làm hết mọi cái việc nhà, như vậy thì em không thích. Em nghe nè, tới vợ về mình làm gì với vợ? Vợ làm gì em cho vợ làm đó chứ em không có cấm cản gì hết chị. Rồi vợ không làm mình có làm không? Không, vợ không làm thì em làm chứ. Thấy chưa? Đây trai rất là gọi là chất phát thật thà. Anh thấy là anh này hiền đó. Mà em cũng thấy nãy giờ anh nói chuyện anh hiền thiệt. Hiền lắm, hiền dạ. À. Bây giờ có gì đó chuẩn bị đám cưới rồi. Nhật 3 năm thì cũng chưa giúp đỉnh gửi mẹ để giống như cứ... Lấy vợ về, có kêu mẹ đưa tiền lại đưa cho vợ không? Lúc đó đám cưới là mẹ cho chứ không có cần đòi hết rồi. Mẹ tự mẹ cho. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nha. Linh tới đây, Linh đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Chào Quyền Linh, dạ. Xin chào Nam dạ. Thi. Theo cô thấy thì cái cậu này thì chất phác, thì thấy người rất là thật thà. Nhưng mà cô nói trước là trong đời cô chỉ có một mình nó là một đứa con thôi. Và cuộc sống chỉ có hai mẹ con thôi. Cái suy nghĩ của cô á, muốn con của cô lập gia đình nhưng mà không muốn đi xa. Trẻ em nó nhờ người lớn, người già nó nhờ người trẻ. Thì khi con nó đã đi về quê chồng rồi thì mẹ như thế nào đây? Cô ở Cần Giờ. Cần Giờ. Cuối tuần là con Linh nó về nhà với cô một ngày. Long An là ở đâu? Quyền nào? Em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Ồ à. Vậy là gần. Vậy cái tuổi của cô nay đã 60 rồi. Dạ. Không còn cái sức khỏe như hồi mà còn trẻ nữa. Con rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Anh Trí ơi. Dạ. Chắc là nay đi với mẹ đúng không? Dạ đi với mẹ chị. Thì cô cũng thấy bạn cháu gái bên đây thì thấy cũng dễ thương, hiền. Thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến tới hôn nhân. Dạ. Nếu mà ở bên nào thì cô cũng đồng ý, bên nào làm ăn được thì cô cũng đồng ý. Trời ơi, dễ vậy quá. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bắt đầu đi Trí. Muốn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, mình trở về tuổi thơ đi, mình nói chuyện theo kiểu này đi anh. Điện thoại dây với anh. Bây giờ anh nghe đi, anh nghe, em nói anh nghe. Anh có thể cho em biết là anh cảm thấy về em như thế nào à? Anh cảm thấy em cũng dễ thương, hiền, cũng xinh. Ok, cũng được. Coi bộ cực quá ha. Chi nó mệt thì trời ngồi sát bên. Không phải anh vậy cho nó lạ. Nhìn Linh rồi thấy mấy nút? Cũng 11 nút rồi. 11 nút là bầu rồi đó hả? Bây giờ em cầm cái micro đó em hát cho cổ nghe đi. Anh hát, hát đi em nghe. Em chưa chồng anh cũng chưa, anh chưa có đón dâu lần nào. Nay chi hồng đa xe duyên cho đôi lứa chúng ta gặp nhau. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Yeah. Ơi, cảm ơn cái trò chơi này cũng rất là vui ha. Ủa còn nữa, còn hát nữa không? Hát bài nữa nha. Hát bài chứ, cầm cái video đó hát đi. Đúng rồi. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời như mơ. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Thôi được rồi anh ơi. Vừa đó là đó hả? Hết nhớ rồi, thấy bạn cái em chữ bài hát bay mới hết rồi. Cắt hai cái dây đi. Anh cũng đang lên tính lấy. Tặng về đó gắn cho con trâu một cái, mình một cái. Anh giữ làm kỷ niệm nha anh. Em cảm nhận anh sao? Em thấy anh hiền, dễ thương. Nói chung là rất là thật thà, vui nữa. Anh cũng bù được cái khuyết điểm của em là em không có hát được, anh hát giỏi. Biết chế nhạc nữa, vậy là... Tại ở đây hát không được chứ nha, anh hát cũng tạm tạm, cũng ổn. Em thời gian rảnh thì em rảnh ngày nào? Em là hả, thứ bảy chủ nhật em rảnh, tối em cũng rảnh. Nói chung là ngày nào em cũng rảnh, chỉ có buổi sáng trong ngày trong tuần là em đi làm thôi. Thế anh cũng vậy giờ hả, anh cũng rảnh ấy gì em vậy đó. Muốn hẹn hò lúc nào cũng được thôi.
vậy thì anh quyết định đi, anh quyết định đi, anh đưa giá ngày nào đấy. Quyết định một tuần gặp mấy cổ mấy lần. Chứ bây giờ không lẽ anh nói là em hẹn anh ngày nào đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi. Theo em thì một tuần em lên thăm cổ mấy lần? Tuần có thể 8 lần vậy. Tuần có 7 ngày lên 8 lần. Ngày nào anh lên 2 lần. Dễ thương quá à. À. Bây giờ mình nói với cổ đi. Anh hỏi đi em trả lời. Ừ. Hỏi em thấy anh em có rung động gì không? Em thấy anh có tim anh có rung xíu nào. Em nói là thấy anh dễ thương. Cái ưu điểm của anh là rất là thật thà. Tim em có thấy cảm thấy rung xíu nào không? Có thích nào không? Nhìn anh là dễ mến, dễ thương. Vậy thì em hỏi lại, giờ anh đang có cảm xúc gì không? Thấy cũng tim cũng nãy giờ cũng rung anh nãy giờ giữ lại chứ không rớt ra ngoài nè. Em rời bây giờ cái biết rung mạnh không nhỉ? Qua rờ liền, qua thử coi. Ở đâu anh tim nằm đây hay đây? Em cũng biết về tim bây giờ không biết nằm đâu luôn nữa. Nằm đây nè. Nó chạy từ bên này qua bên đây rồi hả? Đây là bên phải, tim nằm bên trái mà. Đây hả? Em chưa nghe gì á. Đập quá rồi chắc hết đập luôn à. Chứ nếu mà hai bên gây nhau thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Ví dụ em sai đi, nhưng mà chuyện nhỏ nhỏ quá thì anh chấp nhận xin lỗi đúng bình thường. Nhưng mà tính em ngang lắm. Lỡ mà em có sai đi nữa em cũng không chịu xin lỗi thì anh giải quyết làm sao? Thì anh xin lỗi ngược lại em. Tức là ví dụ như cái chuyện giận hờn vu vơ đi, không quan trọng ai xin lỗi, anh xin lỗi trước cũng được ha. Anh đố em dám nói, điến tới nói em làm vợ anh đi. Bản lĩnh đàn ông đâu? Lớn lên. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Mà dễ thương quá à. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta thấy rằng đây là một nửa yêu thương của mình thì bắt đầu mới bấm. Còn không phải thì không bấm. Chúng ta sẽ để cơ hội đó cho nhiều người nữa nha các bạn nha. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Anh rất lo. Tại sao cô giáo bấm chậm vậy? Chắc tại em run. Rồi nắm tay đi. Và một nụ hôn. Mời bạn trai. Dễ thương lắm. Em có hai mối tình, thứ nhất là 6 năm thì tính với bà xã của em. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, cái thôi thì em cũng rất là kinh ngạc. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời đàn gái. Wow. Dạ xin chào chị Vân, anh Hà Linh và lên. Quý vị khán giả. Em ngồi đi anh bên chết kia. Rồi tôi tưởng diễn viên Hàn Quốc không à. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho mình đàn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em tự giới thiệu em, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À, quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp là em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. À. Em nói cho chị nghe coi, em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá, nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em có nghe tật chị. Xấu em ơi. Dạ, rồi. Rồi. Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là
sống trách nhiệm gia đình và thích cũng rất thích nấu ăn, sống tình cảm, em cũng có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? À, tật xấu là em một tí cả lễ. Cả nể. Vâng. Đâu phải tật xấu đâu. Đôi khi cái xe nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài. Mất gì? Như tiền bạc chứ. Cũng vậy hả? Gì? Vâng. Hay bị mất tiền hả? Em ấy ở chỗ nào vậy? À. Tôi biết cái chỗ em ở, tôi định tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Thì cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Chiều cao mét 6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí, được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khuôn trang đầy đặn mấy ngày nữa này. Giống như chị ấy nhỉ. À giống như chị. Em ơi nó hơn chị nhiều lắm. Hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Là hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 20 tình. Số nhất là 6 năm. Vâng. Thì chính bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, thì thôi thì em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì... Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định là hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi. Em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi thôi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó ha em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đây. Nhưng mà quan trọng là bây giờ nè, hỏi bên đàn gái còn sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Trời em gái, trời ơi, dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con? Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em nay có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn. Đâu hai người? Hai cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. Rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình. Chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi viết. Được em. Anh có đoá hoa tặng em. Chúc em luôn tươi tắn như những đoá hoa này. Dạ em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, nghĩa là tượng trưng cho hai đứa ta.
Thì dù bất chấp bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này, thế cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Mời em đón nhận đi. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng khám em. Mở ra đi, em mở ra đi. Là cái gì? Dạ cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì cái gì? Dạ nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ. Mình đăng ký mình mang luôn, đeo luôn. Thôi cảm ơn em. Em hay âm nhạc thì em nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ. Có chắc nghệ sĩ thì em cũng có đúng không? Dạ em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát ca hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Ừ, được. Thôi anh với anh hát bài ngắn gọn thôi, bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ em thấy anh hát giọng hay, giọng bay à. Rất ấm hay. Rồi cô giáo hát cho anh nghe đi. Cô giáo lại đi cô giáo. Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng dần người ơi, mà đừng quên, đừng dần người ơi. Ủa, chị mời quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Lút đâu nhỉ, lút đâu nhỉ, lút đâu nhỉ, lút đâu, bấm luôn. Bấm luôn, bấm luôn, lút thật, bấm luôn. Nghe là rụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm thôi. Ôi trời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát mà nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh nghĩ quá. Rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh động loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa. Dạ, không à. Em ôi thế rồi. Thế nào, thế thế nào? Dạ, bây giờ người em có điện, điện. Anh điện, có điện. Tôi luôn. Đấy, có điện mà kêu anh bằng chị luôn đấy. Dạ. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV điện. Mạnh, dạ. Bây giờ hai người đó, một người, hai người ở rất là xa. Đâu mình nói đi, thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đấy mà Quyết. Coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào tiến tới đi, cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy, Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ơi. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đây em ạ, đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình gặp vào nhau
Hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để biết vậy phúc nhất. Rồi. Hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi, trao duyên không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì em chưa. Đâu sao em? Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Em phải cần quyết liệt hơn nữa, phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn, và Liệt luôn. À, quyết liệt, quyết rồi. Xong rồi liệt luôn không phải? Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Thật cảm ơn em. Phải giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Anh Linh. Gì mà ghê vậy? Chẳng mơ bạn nữ. Ồ lớn lên nha mọi người. Thôi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên Cao Huy Hoài Mộng. Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời. Đàn ông tên Mộng bình thường chị. Mộng mới chị, Hoài, rồi, Hoài Bảo chị. Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị. Em đang học theo lớp trang điểm nail. Trang điểm? Tóc. Quê bạn ở đâu? Em ở Gò Công. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo, 25 tuổi. Em là nhân viên BG, tư vấn bán hàng. Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng. Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công. Ồ vậy hả? Dạ, Dàm Láng luôn. Bạn ở Dàm Láng gần biển không? Không, mình không ở Dàm Láng, mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Dàm Láng. Anh em đi mình vậy đây. Mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó. Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh. Em cũng đang có một dự định là em sẽ học nail thêm á. Chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy. Vậy có lấy phí không anh? Để coi thế nào đó. Ủa sao mà coi là coi cái gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc giảm 50%. Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa. Câu sau vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi dừng chút xíu. Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Hay dạ. Không, cái này là cũng một cái lý do để mà ép ra tới giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái á, là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình tên Hoài Mộng đi học làm trang điểm? Cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm. Làm đây làm đó là cái giờ muốn mở một cái gì đó riêng mình. Nhưng mà em thấy cái nail ở nước ngoài nó hay. Rồi mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định. Anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi. Rồi bạn nữ, bạn giới thiệu về mình đi. Ưu điểm của em á, thì em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát với mọi người. Em có cái tật xấu á, là em nóng tính lắm. Có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn. Chén ly gì nó bay thì em không biết. Sao gái lúc này nóng dữ vậy ta? Đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á. Đừng có không, đồ trang điểm em cũng đam mê lắm chị. Trời ơi, mà chị có cái nóng tính thôi. Dạ, nóng tính. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình chị. Em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn. Giống như là cái tính hay ghen ấy thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó. Tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ Mộng được mấy mối tình rồi Mộng? 4 mối tình rồi chị. Nhưng lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em á, thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm á hả? Dạ không, trước em làm bên quản lý nhà hàng khách sạn. Cũng làm bên Xin, bên Canada, bên Mỹ. Mộng, anh hỏi thiệt Mộng nha. Có ai nghi ngờ giới tính em không? Trời, sao nãy giờ ông Mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài, tôi nghi ngờ quá làm vậy Mai trời. Phải rõ cái coi này. Cái coi. Chào chị, chịu nghi không? Chị đang quan sát chút nè. Cũng có một số người hỏi. Nhưng mà em thì cứng. Sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy? Cứng cái gì? Đứng lên coi. Cứng hết.
Không, gồng anh coi cứng không? Trời, cứng lắm, không gồng rách áo, cứng lắm. Cứng không? Hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu? Chắc cũng khoảng 4 tháng. Thôi, Mộng ngồi đi Mộng. Mộng cũng đừng buồn tụi anh, bởi vì tụi anh làm cái nghề mai mối này, tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đẹp trai quá trời nè. Đẹp trai, đẹp trai quá nên nghi đó. Thì bởi vậy, anh về mình ta còn nói anh bóng. Nhưng mà nó... thôi giờ mình tạm tạm tin nha. Để hồi bên kia kiểm tra rồi. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi, mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà, mẹ cứ ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi, để hàng xóm nói mày bị đê. Mẹ còn vậy. Thấy chưa? Mẹ còn nói mà. Đó là lý do tại sao mà ế. Không, anh tin rồi đó. Anh tin em là cứng hả? Tin em cái kia. Anh tin em cứng. Mà nó nghe nè, đi nước ngoài nhiều, làm việc nhiều, va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái mái ấm của mình sau này chưa? Thì em cũng đang định học xong rồi em mở cái salon cho mình. Ổn, ổn. Ổn phải không? Ổn. Rồi hoa này biết hoa gì không? Hoa chị. Đúng rồi. Cái gió cái gì đâu đi chị lá coi. Lá thơ. Cái này á, không hẳn là lá thơ. Là cái gì? Cái này nếu mà không hợp á thì nó là gốc thiệp, còn nếu mà có nợ á thì em sẽ mở ra và đọc bên trong. Để anh đem qua kia đọc cho. Để em lấy tình cảm được ha. Nhưng mà anh hay thêm. Đừng có thêm, nghe đọc đúng sự thật của người ta, đừng có gì mà hàng nhà trai mà không. Tại nãy giờ em có bỏ cho nghe anh cứ nói hoài em không, lo quá. Bởi vì anh cũng phải thương bạn nữ bên kia, rủ anh làm mai nhầm sao? Thôi qua đây đọc đi. Ô chào cô gái. Chào chú. Dễ thương quá. Một chàng trai rất đẹp trai. Cứng không chú? Cứng, cứng chắc. Chú là kiểm tra sơ rồi, chú tin chắc rồi đó. Còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha. Bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè, ấn tượng trước nè nha. Dạ. Đơn xin yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình, bạn muốn hẹn hò đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm 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 cô đó. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Ghê vậy? Yêu sách luôn hả? Yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông Tơ bà Nguyệt. Đệ đơn chứ. Cao Huy Hoài Mộng đồng đơn. Chưa có chữ ký. Có đồng đơn. Nếu hồi được em ký vô nha. Giữ luôn đi rồi hồi ký. Bây giờ có. Đẹp quá chị. Chị rất là xúc động lắm đó. Thật biết sự em sao á. Cái này rõ ràng là người ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn. Bây giờ nè con nói chú nghe, con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông ghen. Tại vì cái tính chất công việc của con á, thường hay đi công tác, đi tỉnh á. Con không thích những người mà ghen bóng ghen gió. Thật sự khi là yêu rồi á, ai yêu ai cũng ghen hết á. Không yêu thì đâu ghen. Nhưng mà đúng thì không có ghen đúng. Rồi còn gì không thích nó nói luôn. Con không thích bạn trai là ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không vậy? 2 năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị. Bỏ luôn nha. Dạ luôn. Tại vì con yêu chó lắm. Yêu chó? Dạ. Có yêu chồng không? Chồng là phải yêu. Có nhiều người đó về ôm con chó không, không có ôm chồng. Dạ ôm cả hai. Hai đứa hai bên. Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng như xong vậy, ngang bằng nhau rồi. Gì nữa? Vì con hơi thấp á, con muốn một người nào đó được. Cao. Chú bảo đảm luôn, giống tốt. Chị. Chú quên. Cái đó anh đừng có nói bậy, anh chịu trách nhiệm á. Trách nhiệm. Chú đảm bảo rồi đó, cô gái cũng hàng, rất dễ thương đẹp. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Dạ hôm nay em đi tới với mẹ. Dạ chào cô. Tôi cũng xin chào chương trình và Huyền Linh với cô Cát Tường. Thì mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự thì mẹ cũng đồng ý. Được đấy. Cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm, coi như là không có tỉ mỉ á. Không được, được cái là con bù lại, con dịu dàng, con tỉ mỉ. Được. Vậy được chưa bác? Cũng vừa tánh. Nếu mà tính tình thì con thuộc mẫu người chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Bác cũng nói rất là chân thành đấy ha. Hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho nhau ha. Rồi hôm nay Mộng đi với ai? Em đi với hai người bạn. Xin chào anh Quỳnh Linh, cũng như là chào chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Em là đồng nghiệp của Mộng. Công việc của em di chuyển để chăm sóc hàng rất là nhiều. Có khi là trong một tuần mà tụi em phải bay tới 3 quốc gia mà. Cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái rắc trở mà. Chính vậy mà Mộng quyết định là về Việt Nam. Dạ, rẽ theo một cái hướng mà nó em thấy cũng hơi lạ. Là em đồng nghiệp là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý thôi chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không? Đó là cái điều mà Mộng muốn về đây, muốn có cái việc gì đó ổn định hơn. Về bạn gái bên đây thì riêng Thắng thì Thắng thấy là rất là ok, thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bạn. Giờ thì quyền quyết định của hai bạn. Như trước khi anh kéo màn lên anh hỏi Mộng rằng em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào? Thích một người hiền lành một tí, tóc dài, đặc biệt là tóc dài. Dài đúng có không? Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích phụ nữ hay tụ tập chơi. Không, cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà. Thôi được rồi, để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi. Chứ cặp đôi này là ông Mai bà mối chịu rồi đó. Kéo màn. Nào, chúng ta hãy gặp nhau đi. Chào em. Dạ em chào anh. Trời ơi, gì vậy?
Em tặng đi cho chị. Trời ơi, cảm ơn em làm rất ngon quá. Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn. Trời ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi. Trời ơi, xuất sắc. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thấy anh thế nào? Hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi. Em rất thích cái tấm thiệp của anh. Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ cả hai. Em có kiểm tra một cái gì? Kiểm tra nha. Đừng có để nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha. Phải hết sức tỉnh táo. Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test. Trời, tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân. Mình đến ở đây mình gặp nha, chương trình này á, khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên. Nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người tỉ mỉ. Nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không? Em có một tính không, cũng không gọi là xấu, nhưng mà em hay nhõng nhẽo, rất là thích nhõng nhẽo với người người yêu của mình. Thì đó là chuyện hiển nhiên. Thật sự tính anh cũng nóng, anh nặng quả. Khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ, cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào. Anh thích ở cái chất giọng của em và cái mái tóc của em. Dạ. Còn bạn gái thấy sao? Con thì thấy anh trai này thì hợp với tính của con. Thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Có mẹ ngồi dưới, có bạn bè thân ngồi dưới. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Phan, Phan phải ngồi đó. Ký cho tôi cái đi. Em có viết nữa. Bản án chung thân có tên mình chồng. Có liên quan đó. Điền tên ở trên chưa? Hai đứa nắm tay vô coi. Dạ thưa bác, thưa các bạn quan viên hai họ, đơn xin yêu kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Tôi Cao Quy Hoài Mộng, nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò cùng với cô Châu Ngọc Thảo. Nếu may mắn tôi được em Châu Ngọc Thảo chấp nhận, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông bà Quyền Linh và Cát Tường. Đệ đơn Cao Quy Hoài Mộng, người ký tên đồng ý Châu Ngọc Thảo. Chúc mừng. Hôn nhau. Dạ. Ngày hôm nay tôi xin công bố các bạn có quyền hẹn hò với nhau và mong muốn rằng các bạn phải làm đúng theo cái tờ đơn xin yêu này. Để đừng làm mất uy tín. Nếu làm sai, các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài cái đơn đó, chương trình gửi tặng các bạn những vé xem phim tại cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng, một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng. Em xin phép bên tạ người phụ nữ nha. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn tóc dài à? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào Quỳnh Linh. Rồi, chào quý khán giả. Dạ, em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. Em lớn lên ở Kiên Giang. Hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion. Em sao nè, em nói coi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Dạ, em đang làm thành phố. Hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em thì hiện tại đang ở Nhà Bè. Nó cần hơi xa chút xíu nhưng không sao. Mình bên đàn gái có ưu điểm khuyết điểm gì vậy? Thật sự ra ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy lầy. Nhây với lầy đúng không? Dạ, thứ điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng. Rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái tới buổi trưa mình vẫn nhớ. Xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình muốn làm cái gì, cứ em cứ đi vòng cái đúng ngay cái vị trí mà muốn làm đó. Cái nghĩ mình muốn làm cái này. Lúc đó có nghĩa là đúng dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Rồi em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thung. Một phần nữa là em cũng hay lè mè. Tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi. Mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để ngồi tay qua mời đàn trai ăn đi rồi đàn trai cho ý kiến. Không, Linh nó ngộ lắm Linh. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á Linh ơi. Để ngồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho Vân coi. Rồi còn bên đàn trai thì sao?
Dạ, điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn, không gia trưởng, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Trời ơi, rồi sao rồi có cái đến với nhau rồi rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời. Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn cái làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn em không biết nữa. Rồi xong luôn. Coi như xong hàng luôn. Dạ. Em thích làm thơ nghiêm túc có mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. À, cuộc đời giờ vợ ngương, việc làm không hết, yêu đương cái gì? Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mình nói rằng mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Em xin phép đăng tải người phụ nữ nha. Ừ. Con gái là đẹp về mái tóc và con mắt. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dạ, dưa thì em làm tóc dưa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chung đi nè. Dạ. Tóc em chống ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt chứ, chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Trời. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn, nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh, nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Ừ, dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em đó là em sẽ làm bằng mít. Em sẽ lấy cái ruột với vỏ mít làm cái vỏ bánh bao. Còn sẽ băm miếng, em trộn lại xong với nấm mèo, em nêm gia vị rồi hành ớt thổi tiêu. Bánh bao mít Linh ơi, con nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Chị hỏi này, nhưng cái bánh này em chế tạo gì nhưng mà em có ăn không? Em cũng có ăn thử, bạn em cũng mới ăn thử xong. Vậy hả? Hỏi vậy cho chắc ăn nữa, hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Dạ. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông bỏ chị đây. Thật là chị cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Ừ. Dạ. Lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là hello, sáng. Hello. Chào anh. Bạn gái. Trời ngon quá. Bánh bao mít. Chuyển qua đàn trai ăn mùi bánh bao, nhưng mà bữa nay ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy, mà nó cứ he hẻ ra vậy khó chịu với sợ. Mày giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nè, làm miếng coi. Em được cái em can đảm lắm anh Linh. Em làm đi, coi như có gì em chịu trước nha. Rung quá nó múc lộn cái muỗng luôn không. Nè, làm thử đi, làm nguyên cái này luôn, nguyên cái luôn. Ăn tại mà người ta mang tới đây để tặng em mà. Đúng rồi. Sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nữa. Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến. Hay sao? Dạ ngon. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi, đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa, Linh lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn rồi luôn đi. Ơi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về luôn được. Rồi, cưng mất. Nói nghe này chị hỏi nè, bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi? Tính ra thì em có được một mối tình chính thức rồi. Chính thức được bao nhiêu năm? Dạ được 4 tháng rồi. Trời mấy... ơi, có 4 dạ. tháng rồi hả? Em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em. Em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy. Em chững chạc hơn. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý với em. Thôi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè. Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội. Dạ là năm 21 tuổi. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn. Chấp nhận yêu. Yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong gió xứ em luôn. Muốn đến hôn nhân thì lúc đó em chưa sẵn sàng, bởi vì em còn mới đứa em còn đi học. Cho nên là em cũng nãy nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế. Thế là người ta không có đợi em được. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai. Và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì giờ chỉ muốn có một người để xây một mái ấm. Trời ơi, ngon lành. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là thấp nhất cũng phải là 1m7. 1m7 đổ lên. Dạ, 1m7 đổ lên. Quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn, gỗ có tốt không ấy ơi. Gỗ cẩm lai. Cẩm lai, ok. Cẩm xe, gỗ đỏ rồi đó. Em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm dạ, thôi. Dạ đúng rồi ạ.
anh nói em gái nghe, bây giờ em đưa ra những vấn đề đó anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Mai thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, em này cũng bảy mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em, bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng, em cũng biết trên biết dưới, em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Và hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm, nghĩa là em không thích cái tính so sánh. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ, hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty và người em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong phòng phòng. Tôi đại diện ban giám đốc đi theo những người thân của em. Ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc. Làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về để cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chỉnh chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Đó là em trai đi với ai? Dạ, đi mẹ em và em dâu của em. Chào cô. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của cháu Hùng. Không phải nói chứ thật sự cháu Hùng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúng đồng tiền nữa. Rồi con nói là con hay quên, Hùng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh. Mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo hợp hay là không hợp. Cái đấy không đúng, mình cứ tìm hiểu nhau. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nói thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Rồi còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Má quá. Má ok liền. Quyết quá, quyết liệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. Dạ, anh có món quà tặng cho em. Cao quá cao rồi, đó, cao lắm. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không? Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái gì, những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu bên ngoài. Em quan trọng về cái tính cách hơn, tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được rồi. Nhưng mà em biết sao không, chị nói về tướng, về nhân tướng đó em, cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi, giàu lắm đó cưng. Em nghĩ là sơn đang chóc chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt à. Đi sơn lại thôi có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ. Thì nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài. Cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này cái chuyện đại sự. Em hỏi thử đi, nãy giờ anh nhìn em về nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể làm được bài thơ tại vì em được hay không? Nãy làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một rồi. Câu ngắn thôi. Anh chưa từng nói say yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Anh cũng không có trọng hình thức. Quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, như mẹ anh tả là có đúng tiền. Nói chuyện cũng có duyên. Và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam. Nghe rất là hay. Chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thật sự đó là bản tính mà gọi là bản tính nóng cho mọi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có. Thì quan trọng là mình có kiềm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Anh theo đạo đúng theo không đạo. Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn casting á thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Tốt. Hay quá. Tức là đó. Dạ.
Trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á, thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em chơi. Anh chơi là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây. Nhà ở trên đây thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Không, thầy làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ tại vì nên bộ đồ xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi. Anh Linh giỏi hơn em luôn. Thí dụ vậy đó, coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không, em thích cái gì là của riêng em ạ. Thu qua đông cũng sắp tàn, trời đất chào đón một mùa xuân sang. Ngóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, có nàng có ta. Trời ơi. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người, và phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Hãy nắm tay nhau nào. Và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên. Sao anh vẫn còn run quá? Run lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi chị Vân. Hồi tim hồi hộp không? Hai dạ, người dạ, bây giờ nụ hôn đó. Đầu tiên bắt đầu. Dạ, cho có xin phép mà.